Đây là một câu chuyện dài và buồn hiu hắt của tao. Giờ tao đang trên đường về đây. Mày có rảnh không? Qua nhà tao đi, tao nấu cơm trưa cho. Thói quen của một đầu bếp đẳng cấp đó là luôn dùng bữa một mình, cùng với âm nhạc. Xin chào anh chàng đẹp trai. Bây giờ anh cứ cho tôi thời gian đi, tôi chắc chắn sẽ làm được. Dám làm mình vẻ mặt, mình nhất định sẽ làm cho bằng được. Hiện tôi thấy nhà anh đang có 6 khuyết điểm. 6 khuyết điểm? Thứ 6 thì tạm thời tôi chưa có tìm ra. Nhưng mà trước mắt nhà anh đang có tới 5 khuyết điểm, thì buộc anh phải giảm giá cho tụi tôi 10 triệu. Mẹ sẽ dẫn một cô gái mẹ đã tìm được ở dưới quê nè. Người phụ nữ này là người phụ nữ của gia đình, sinh con cũng giỏi, ăn cũng giỏi. Con nấu ăn hả? Thôi khỏi đi, lâu lâu mẹ mới lên chơi, để mẹ nấu. Mà lỗi do tao à? Lỗi do ngoại hạng Anh, do Serie A, rồi La Liga. À, có thêm NBA với lại Wimbledon nữa. Mày cá độ cả tennis cả bóng rổ luôn. Chuyện của tao. Anh ơi, vậy là anh cá độ hả? Cá độ là xấu lắm. Má biết má buồn á. Yên tâm đi, má không biết đâu. Không, lát em nói cho. Mày không đi ăn thật à? À, không có nhiều cơ hội được ăn đồ ăn tao nấu đâu. Tao no rồi. Không được mày nấu ăn, tiếc ghê. Tháng này mày thua bao nhiêu rồi? Chết hơn tháng trước. Ít hơn là bao nhiêu? 100 triệu. Mày cứ thế này mãi không được đâu. Chỉ cần bây giờ mày biết sai. Sai? Sao sai nào? Mày làm như là mọi chuyện là lỗi do tao vậy đó. Thì là lỗi của mày thật mà. Không phải lỗi do tao à. Lỗi do ngoại hạng Anh, do Serie A, rồi La Liga. À, có thêm NBA với lại Wimbledon nữa. Mày cá độ cả tennis cả bóng rổ luôn. Ơi, thì đâu phải lúc nào cũng có đá banh không? Cho tao gỡ chứ. Tao chịu mày luôn đấy. Mà tao chả hiểu tiền đâu ra mà mày cá độ suốt như vậy. Cái nhà bố mẹ mày cho mày cũng bán rồi đấy. Kệ tao đi, chuyện của tao. Mày sao? Nó đi du lịch sao giờ sớm vậy? Đấy là một câu chuyện dài và buồn. Câu đó nãy mày nói rồi, nói câu tiếp theo đi. Lúc đầu tao định đi du lịch nước ngoài, nhưng lúc đặt vé thì... Đầu tiên tao tính đi nước ngoài, nhưng đến khi đặt vé thì tao phát hiện ra hộ chiếu của tao đã hết hạn từ lâu. Và thế là tao quyết định đi làm lại hộ chiếu. Đến lúc đi làm lại hộ chiếu, tao mới biết hóa ra chứng minh nhân dân của tao cũng đã hết hạn, mà cũng đã sắp hết thời hạn làm căn cước. Thế là tao quyết định đi làm căn cước. Nhưng sau khi được giải thích thật chi tiết thì tao biết là tao phải về quê mới làm được. Nhưng không sao, sẵn về quê thì tao thăm mẹ luôn. Cho đến khi tao về quê thì tao phát hiện ra bố mẹ tao đã đi du lịch hâm nóng tình cảm. Mọi thứ như càng sắp thêm vào nỗi đau thất tình của tao. Nhưng thôi, tao vẫn gắng gượng đi làm cho bằng được căn cước mới. Nhưng đến nơi, tao mới phát hiện ra lúc chuyển dữ liệu hộ tịch lên digital, bằng một cách thần kỳ nào đấy, họ đã quên thêm tên tao vào hộ khẩu nhà gia đình tao.
Thế là theo hướng dẫn rất chi tiết, tiếp theo ta phải đi trích lục khai sinh bản gốc của mình. Rồi tao nhận được câu trả lời. Trong quá trình lưu giữ ở quê, có 3 sấp hồ sơ khai sinh hộ tịch đã bị chuột cắn nát mà không còn đọc được. Và trong đó có của tao. Cuối cùng sau một hành trình dài, điều tao nhận được là cái vỗ vai an ủi của mấy anh cán bộ. Không có du lịch, cũng không có tình yêu mới. Đúng là một câu chuyện vừa dài vừa buồn. Vậy mày nói. À, mà chuyện tao nhờ mày tìm người mua nhà mày tìm được chưa? Chưa, chừng nào có tao báo mày. Hôm nay có mấy người tới coi nhà mà người ta muốn thuê không à? Không có mua. Thuê cũng được. Giờ tao chỉ muốn chuyển đi càng nhanh càng tốt thôi. Chừng mày tính chuyển ở đâu? Chưa biết nữa. Tùy đấy. Nếu mà người ta mua nhà, ta sẽ đi nước ngoài một thời gian. Còn nếu mà người ta chỉ thuê thôi, tao sẽ tìm một căn khác rẻ hơn. Rồi tao sẽ tìm một công việc khác. Nghỉ việc? Không được. Khó khăn lắm mày mới leo được chức trưởng phòng sản xuất. Tự nhiên giờ nghỉ. Tao viết đơn xin nghỉ rồi. Mặc dù hơi có lỗi thật, nhưng mà tao hết cách rồi. Mày biết đấy, dự án của công ty làm tao với Thanh quen nhau. Giờ tao làm sao mà ở đấy được nữa. Ê, mày không được nghỉ việc. Mày nghỉ việc á là mày mất hết đó. Sao lại mất hết? Ý là tao là mày mất người yêu rồi mày mất luôn việc làm. Hiểu không? Đừng nghỉ việc. Mày giấu tao chuyện gì đúng không? Có đâu. Ý tao á là mày đâu phải là một trưởng phòng bình thường. Mày là một trưởng phòng mà nấu ăn ngon nhất quả đất. Đó, trời ơi, mày mà nghĩ rồi, nhân viên phòng mày phải tính làm sao? Ừ nhờ, mày nói tao mới để ý đấy. Nhân viên của tao đã quá quen thuộc với những món ăn thượng hạng mà tao nấu rồi. Đúng rồi. Bây giờ mà thiếu tao nữa, chắc họ mất đi ý. Mất ý là gì? Chắc họ mất đi phân nửa ý nghĩa của cuộc đời mất. Ồ, ê, nhiều khi á, mất luôn 70% cuộc đời đó. Không được, chiều nay tao phải đi làm lại luôn. Nghĩ đến cảnh nhân viên của tao phải ăn những món ăn nhạt nhẽo ở căng tin, tao không chịu được. Cái thế lên. Căng à. Ta đi nhá. Ê Phương. Tao có chuyện muốn nói với mày. Gì đấy? Mày phải nhớ cho kỹ. Dù có chuyện gì xảy ra thì mày vẫn là người bạn tốt nhất của tao. Thằng điên này. Tự nhiên mày nói cái gì sến đấy. Tao thấy buồn nôn. Sao con nghe mẹ? Mẹ nè, con trai cưng của mẹ sao rồi? Con có sao đâu. Con trai của mẹ đang vui lắm. Về quê thăm mẹ mà mẹ bỏ đi du lịch. Có thèm quan tâm đến thằng con trai độc nhất này đâu. Vậy ha, về thăm mẹ ha. Thôi, mẹ biết hết rồi, dễ gì mà con về thăm mẹ. Thằng Hiền nó nói với mẹ hết rồi, mẹ biết hết rồi ha. Bị bồ đá rồi đúng không? Mẹ đã nói rồi, trời đất ơi. Quen thì phải lựa chọn cho kỹ vô, quen ẩu quen tả. Bây giờ nó bỏ cho đó, sáng mắt ra chưa? Con biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa? Gần 30 tuổi rồi đó. Bây giờ bồ đá như vậy thì làm sao lấy được vợ nè? Thôi thôi, mẹ lại bắt đầu cái bài ca đấy rồi đấy. Mình hồi hộp quá à. Không biết đồng nghiệp mới có dễ thương không nữa. Mình thì chỉ quan tâm đến có anh chàng nào đẹp trai không thôi. Con lớn rồi, chuyện đấy con tự lo được. Quyết định cái gì mà quyết định. Con có nhớ là hồi Tết con về con hứa với mẹ sao không? Con hứa là năm nay lấy vợ. Cho tới bây giờ không thấy vợ đâu hết. Mẹ nói cho con biết, 2 ngày nữa mẹ sẽ dẫn một cô gái mẹ đã tìm được ở dưới quê nè.
cô gái xinh xắn, dễ thương, đẹp lắm. Đẹp nhất cái làng này luôn. Ừ, mẹ sẽ dẫn lên trển cho con coi mắt. Được á, thì qua Tết cưới luôn. Tại vì con không chọn được vợ cho nên mẹ phải chọn cho con thôi. Mẹ, chuyện đấy mẹ không phải lo đâu. Con... con có bạn gái mới rồi. Nói gì á? Thiệt hả? Thật chứ. Mẹ thấy con trai mẹ đây vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ. Làm gì có cô gái nào mà không chết mê chết mệt vì con. Mà con không bị ế đâu, mẹ không phải lo nhá. Cái gì? Mới đầu nói còn nghe hợp lý, tới cái khúc nấu ăn ngon là nghe phi lý quá luôn. Không mẹ không có nói gì hết. Thôi bây giờ quyết định vậy đi. Hai ngày nữa mẹ sẽ dẫn cô gái đó lên. Nếu như mà mẹ thấy mặt bạn gái của con mà mẹ ưng ý thì mẹ sẽ dẫn cô gái về. Còn không, con phải đi về đây cưới cô gái đó cho mẹ. Vậy nghe. Alo. Alo. Chào mừng hai cô gái xinh đẹp đã đến phòng sản xuất của công ty. Xin chào mọi người, mình là Linh, biên tập và là host của chương trình thời trang. Mong được mọi người giúp đỡ. Chào mọi người, rất mong được mọi người giúp đỡ. Hôm nay anh Phương trưởng phòng nghỉ phép nên chắc để Phúc dẫn mọi người đi xem cái phòng ban của công ty mình ha. Bây giờ thì mình sẽ lên tầng 12 ha. Linh với lại Phúc đi trước đi, xong rồi mình sẽ theo sau nha. Vậy có gì lên tầng 12 ha. Ừ. Ủa sếp, tụi em tưởng sếp nghỉ mấy ngày lần chứ. Lẽ ra là như vậy đấy, nhưng mà nghĩ tới cảnh mọi người phải ăn những món ăn nhàm chán, lòng tôi quặn thắt không chịu được. Mà đây là ai đấy? Biên tập mới của phòng mình đó sếp. Chào anh, mình là Thùy My. Chào Thùy My nhá, tôi là trưởng phòng ở đây, rất mong sẽ hợp tác tốt. Cảm ơn anh. Mà tôi tưởng có hai nhân viên mới mà. Giờ Phúc dẫn một bạn lên tầng 12 để xem các phòng khác của công ty mình rồi sếp. À, Thùy My cũng đang định lên trên đó, hay là sếp dẫn bạn đi một phòng luôn nha. Được, vậy mình đi nhá. Giới thiệu với Linh, đây là studio để quay chương trình và là rạp phim để tổ chức sự kiện ra mắt. Thì hầu hết các chương trình của phòng sản xuất thì đều được quay ở trong studio. Có thể nói studio này chính là bộ mặt đại diện của phòng sản xuất. Với một không khí làm việc luôn luôn hối hả, đầy năng suất và cao trào nhiệt huyết. Thật là một không khí làm việc đầy năng suất, cao trào nhiệt huyết. Cái này là xui thôi. Còn đây là cái phòng ghi hình. Tất cả các chương trình của phòng mình thì sẽ ghi hình ở đây. Giả vào xem cùng tôi nhé. Cuối cùng công ty cũng có gì đó hấp dẫn rồi. Linh, cậu có sao không? Sếp anh có sao không? Sếp hả? Vậy anh chàng đẹp trai này là trưởng phòng mình hả? Chào cô, tôi là Phương, trưởng phòng sản xuất. Chào anh,
Em là Linh. Sao đây? Mọi người định báo cáo chuyện gì ạ? Dạ, sếp à? Sếp có ổn không đó? Sao sếp không nghỉ ngơi thêm? Có ổn không là sao? Tôi chỉ định đi du lịch vài ngày thôi mà. Có gì đâu. Trời ơi, sếp giấu làm gì không biết nữa. Cái chuyện sếp bị người yêu bỏ, ai mà không biết. Sếp ơi, tụi em xin lỗi sếp. Thật ra thì tụi em chỉ muốn quan tâm sếp thôi. Cảm ơn cậu nha. Nhưng mà cậu quan tâm tôi cái kiểu này, chắc từ nay tôi khỏi cho cậu ăn bữa trưa tôi nấu. Hay ta, có khi đây là cách để mình được giải thoát. Mọi người nói cái gì cơ? Dạ không, không có. Đâu có gì đâu sếp. Nhưng mà thôi, thực ra cái chuyện thất tình tôi chỉ buồn một phần thôi. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn nữa. Đấy. Tóm lại là bây giờ tôi mà không tìm được bạn gái mới là mẹ tôi sẽ bắt tôi cưới một cô gái lạ hoắc mà tôi chưa gặp bao giờ ấy. Thật là một cuộc hôn nhân đầy toan tính chính trị và không hề hạnh phúc. Nhưng mà thời đại này làm gì có chuyện đó hả sếp? Chắc mẹ sếp lo sếp bị ế nên mới nói như vậy thôi. Đúng rồi. Không, đấy là mấy người chưa gặp mẹ tôi rồi. Xin chào mọi người, tụi em về trước nha. Sao giờ này đã về rồi? Ngày mai mới chắc công việc mà sếp. Hình như là chủ phòng không muốn rời xa một cô gái xinh đẹp như em thì phải. Đúng không sếp? Dạ thôi, tụi em về trước nha. Hẹn mọi người mai gặp lại. Cậu cũng thiệt là lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác. Tại anh ta dễ thương quá chứ bộ. 30 tuổi đầu rồi mà còn ngại ngùng như trai mới lớn vậy đó. Cậu mà không kéo mình lại chắc mình còn chập cho anh ta mấy chập nữa. Lo tính chuyện thuê nhà đi kìa. Chuyện thuê nhà hay là mình nhượng bộ tí đi, chứ giảm giá như vậy là nhiều lắm rồi đó. Chuyện tiền bạc thì mình cần phải nên tính kỹ một chút. Dạ, anh cứ về suy nghĩ nha, rồi có gì thì thông báo em sớm. Dạ, chào anh. Chà, ơi, nhà cũng đẹp mà ta. Sao không có thằng nào là chưa thuê trời. Alo Hiền nghe nè. Đã có tiền chưa vậy? Sắp có rồi, thông cảm chút đi. Nhắc lần cuối, đúng 5 giờ chiều mà chưa được ít nhất 50 chai thì... Thiệt hả? Rồi rồi, để tụi tôi tới liền nha. Đi nhanh đi, hắn ta chịu giảm giá cho mình rồi, chỉ nâng cọc lên 4 tháng thôi. Ê, nhưng mà mình còn cho uống hết ly nước mà.
giấy à? Làm nhìn được cái vali to dữ vậy? Cho có vẻ trịnh trọng vậy thôi. Cũng có mấy chục triệu à. Làm gì mấy cô bỏ trong cái vali to chứ vậy? Nhìn cho quan trọng chút thôi. Ừ. Nè, tiền cọc có nhiêu đâu mà anh đếm tới đếm lui dữ vậy? Tụi tôi đâu có ăn gian với anh đâu mà lo. Thì tôi đang coi còn dư chục triệu, nên gõ chừng nào cho nó ngon. Hả? Anh đang nói cái gì? Không gì. Giấy tờ đầy đủ rồi hả? Hợp đồng 2 năm 15 triệu một tháng, cọc 4 tháng, chắc là ổn. Vậy là từ ngày hôm nay căn nhà này là của hai cô. Ủa, mà chủ cũ chưa có dọn đồ đi nữa hả? Đồ đạc còn y như cũ kìa. Đã vậy rồi quần áo mới phơi chưa rút nữa. Linh à, cậu không nhớ là chủ nhà này vì bị thất tình nên mới muốn bán nhà hả? Chắc là do quá đau khổ cho nên không muốn mang theo bất cứ một thứ gì của người yêu cũ. Đúng, cô Thị My nói đúng nè. Phải ha, chắc anh ta vừa mới cho thuê nhà xong á. Ui mừng quá, bút vé máy bay đi nước ngoài luôn rồi. Không bao giờ muốn quay về cái nơi đầy ắp những đau thương này nữa. Chuẩn luôn, cô Linh phân tích chuẩn nè. Hả? Vậy đó, vậy nha. Rồi, từ nay ở đây là nhà của hai cô nha. Chúc mừng hai cô. Khoan, nhưng mà anh cũng phải dọn dẹp hết chứ. Chứ để như vậy thì phiền tụi tôi lắm. Còn không thì anh cứ trừ thẳng vô tiền nhà luôn đi, cũng được. Bây giờ nhà là của cô đó, cái gì thích thì cô giữ lại, không thích á thì cô bỏ đi nha. Chắc bạn tôi nó cũng quay về lấy đâu. Rồi, chào hai cô. Cuối cùng thì cũng thuê được căn nhà như ý rồi. Còn có một tháng nữa là Tết đó. Cô tưởng là Tết này là chưa có việc làm rồi cũng phải dọn về ở với bố mẹ nữa. Bây giờ có công việc mới, nhà mới, tụi mình có nhiều thứ để kỳ vọng lắm nha.